Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 13 tháng 10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng, 13 tháng 10, 1917. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 13 tháng 10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng, 13 tháng 10, 1917. Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xảy ra trận Thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. Năm 1917, Bồ Đào Nha lâm vào hoàn cảnh xã hội và kinh tế tuyệt vọng. Về quân sự, Bồ Đào Nha bó buộc đương đầu với hai mặt trận, một với nước Pháp và một với Phi Châu. Nhiều vấn đề căn bản đã không được giải quyết. Tình hình thê thảm hơn. Dân chúng Bồ Đào Nha hầu hết là dân cư nghèo nàn, lương thiện, lam lũ tối ngày mà không đủ ăn. Về tôn giáo, ngay từ năm 1911, các nhà chính trị đã chạy theo những cơn lốc thù ghét giáo hội Công giáo. Người ta bắt ép các học sinh thơ dại tuần hành ngoài đường với biểu ngữ cầm tay, không cần Thiên Chúa, không cần tôn giáo. Chính trong thời mây mù phủ dày trên các dân tộc, cách riêng dân Bồ Đào Nha, thì những luồng ánh sáng hòa bình và tình thương xót của Thiên Chúa nhân từ đã chiếu xuống trên nhân loại. Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại Fatima năm 1917. Ngày nay, nhiều người biết đến và nghe nói nhiều về Fatima. Fatima là một giáo xứ nông thôn gồm khoảng 2.500 người, cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ những việc nhẹ như chăn dắt bò, dây cừu. Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ biết đọc biết viết. Các gia đình Dos Santos và Marto cư ngụ trong thôn Alustren. Gia đình Dos Santos có một bé gái sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Gia đình người em họ Marto có một người con trai là Francisco Marto sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908. Và một con gái là Jacinta Marto sinh năm 11 tháng 3 năm 1910. Ba em này thường chăn dắt đàn cừu tại bãi gọi là Cova da Raria, cách thôn chừng 2 km. Trong năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta đã gặp thiên thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi về nhà thuật lại với cha mẹ, chúng bị cha mẹ mắng cho là chuyện nói láo, bịa đặt, tưởng tượng. Mùa xuân và mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra với ba trẻ và dạy ba em cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ. Sứ thần hòa bình. Vào ngày đầu tiên của năm 1916, trời bắt đầu mưa.
ba em Lucia, Francisco và Jacinta, 9 tuổi, 8 tuổi và 6 tuổi, đang trú mưa tại một cái hang. Bỗng nhiên, một vầng sáng trắng xuất hiện trên đồng cỏ. Các em đã sững sờ khi nhìn thấy một thanh niên trẻ đẹp trong y phục màu trắng đứng giữa vầng sáng. Người thanh niên trong vầng sáng ấy nói với các em rằng: "Đừng sợ, ta là sứ thần hòa bình. Hãy cùng ta cầu nguyện." Đoạn người thanh niên ấy quỳ xuống và cầu nguyện: "Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ đã không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa." Thiên thần lại cúi đầu sâu hơn và cầu nguyện 3 lần như vậy. Các em cũng lặp lại lời cầu nguyện này với thiên thần. Rồi vào một ngày mùa hè đang khi các em vui đùa, thiên thần lại hiện ra với các em và bảo: "Hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đã dành cho chúng con đầy lòng thương xót. Hãy tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện và những hãm mình. Hãy biến mọi việc làm thành những hy sinh dâng lên Thiên Chúa để đền bù tội lỗi đã xúc phạm đến người, và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Bằng phương thế này, hòa bình sẽ đến với quê hương các con. Ta là thiên thần bản mệnh của đất nước Bồ Đào Nha. Hãy đón nhận và vui lòng chịu đựng mọi thử thách Chúa gửi đến cho các con." Mùa thu năm ấy, thiên thần lại hiện đến cùng các em. Trong lần hiện ra thứ ba này, các em thấy thiên thần một tay bưng một chén thánh, một tay cầm mình Thánh Chúa. Các em đã nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống chén thánh. Để chén thánh và mình Thánh Chúa lơ lửng trên không trung, thiên thần cung kính quỳ xuống đất và cầu nguyện: "Lạy ba ngôi cực thánh, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần, con cung kính thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa mình và máu thánh cực trọng, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội bội bạc, thờ ơ xúc phạm đến người. Cậy vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại." Những lần Đức Mẹ hiện ra. Ngày 13 tháng 5 1917, sau hơn một năm, kể từ ngày thiên thần hiện ra lần đầu cùng các em, vào ngày 13 tháng 5 1917, Đức Mẹ đã hiện ra cùng các em lần đầu. Cũng như thế, trong khi các em đang chăn cừu trên một cánh đồng hẻo lánh gần Covadonga, đó là một ngày trời nắng và trong sáng, bỗng nhiên các em thấy sấm chớp trên trời. Lo sợ về một trận bão bất thần của mùa xuân, các em vội lùa cừu vào nơi trú ẩn. Nhưng một vầng sáng chói lòa đã xuất hiện trên một cây sồi ngay hướng các em đang đi. Các em đã sững sờ khi nhìn thấy một bà đang đứng trong vầng sáng trên ngọn cây. Bà đẹp đến nỗi các em không thể nào diễn tả được. Sau này, các em cho biết bà là Đức Mẹ rất trẻ và vào khoảng 16 tuổi. Đức Mẹ đã phán bảo các em: "Hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh." Sau khi hứa dâng chính mình cho Chúa và vui lòng chịu đựng mọi thử thách để đền tạ mọi tội lỗi đã xúc phạm tới Chúa, và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại, các em lại nghe tiếp: "Rồi đây các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng Chúa nhân lành sẽ ở cùng các con và sẽ phù trợ các con." Lần thứ hai, 13 tháng 6 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Cho đến lúc ấy, rất nhiều người đã hay tin về lần hiện ra đầu tiên, mặc dù các em đã giữ kín.
nhiều kẻ hiếu kỳ đã tụ tập tại Cova vào ngày 13 tháng 6 1917. Đức Mẹ cho các em biết rất nhiều linh hồn sẽ phải sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và dâng các việc hy sinh thay cho họ. Đức Mẹ cũng cho biết Francisco và Jacinta được về thiên đàng trước, còn Lucia sẽ ở lại để truyền bá mệnh lệnh Fatima. Đức Mẹ nói với các em: "Ta muốn các con tiếp tục lần chuỗi môn côi hàng ngày, và sau mỗi mầu nhiệm, các con hãy cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn." Sau mỗi trục kinh của chuỗi môn côi, các con nhớ đọc kinh đó. Lần thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 1917. Khi Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 7 1917, chị Lucia đã hỏi: "Xin bà cho con biết bà là ai, và xin bà hãy làm một phép lạ để cho mọi người tin là bà đã hiện ra với chúng con nhé." Đức Mẹ đã phán cùng chị Lucia: "Hàng tháng các con phải tới đây, và đến tháng 10 ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Lúc đó ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin." Đức Mẹ cũng phán: "Các con hãy hãm mình hy sinh để cầu nguyện cho kẻ có tội." Đức Mẹ cũng dạy các em cầu nguyện như sau, đặc biệt trong lúc hãm mình hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng những hy sinh này để lắp lại tình yêu Chúa, để cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, và để đền tạ những tội xúc phạm đến trái tim vẹn sạch mẹ Maria." Khi Đức Mẹ phán điều này, chị Lucia kể tiếp: "Cũng như các lần trước, Đức Mẹ giang hai tay ra, nhưng chẳng phải sự sáng láng huy hoàng của Thiên Chúa như các lần trước. Lần này, các em đã nhìn thấy một biển lửa. Nhào lộn trong biển lửa ấy là ma quỷ và các linh hồn tội lỗi trông giống như các cục than hồng, đen đủi và xám xịt, nhưng thân mình bị treo lơ lửng, đang như bị lửa thiêu đốt, kêu la trong đau đớn tuyệt vọng, đã làm cho các em kinh hoàng đến run rẩy khiếp sợ. Các em kinh khiếp đến nỗi không nói nên lời trước cảnh hãi hùng của hỏa ngục. Đã ngước mắt nhìn về Đức Mẹ trong ánh mắt van nài để tìm an ủi. Đức Mẹ bảo các em: "Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn các kẻ có tội bị giam cầm. Để cứu các linh hồn khỏi sa hỏa ngục, Thiên Chúa muốn phát động lòng tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ trên hoàn cầu. Nếu các con thi hành các điều ta phán dạy, thì rất nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Nhưng nếu nhân loại không ngừng xúc phạm tới Thiên Chúa, một cuộc chiến tàn khốc nữa sẽ xảy ra. Và trong một đêm nào đó, khi các con nhìn thấy bầu trời rực sáng bởi luồng ánh sáng kỳ lạ, thì lúc đó các con sẽ hiểu đó là dấu chỉ Thiên Chúa sẽ trừng phạt nhân loại bằng chiến tranh và nghèo đói. Đức Thánh Cha và Giáo hội sẽ bị khủng bố ngược đãi." Lần thứ tư, ngày 13 tháng 8 1917. Đến tháng 8 năm 1917, tin Đức Mẹ hiện ra đã gây khá nhiều xúc động, cho nên chính quyền địa phương đã phải báo động. Và ba em đã bị ông thị trưởng bắt và tống giam. Hơn 15.000 người đã chờ đợi các em tại đồi Cova ngày 13 tháng 8 năm 1917. Đến giữa trưa, giờ Đức Mẹ thường hiện ra, đám đông đã hốt hoảng và sợ hãi bởi sấm chớp.
Đức Mẹ đã hiện ra. Một nhân chứng cho hay, ngay sau tiếng sấm là một làn chớp, và sau đó chúng tôi bắt đầu xem thấy đám mây nhỏ, rất mong manh và rất trắng. Đám mây dừng lại trên cây sồi một vài phút rồi bay bổng lên không trung và biến mất. Chúng tôi biết hiển nhiên Đức Mẹ đã hiện ra mặc dù các em vắng mặt. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Đức Mẹ đã tỏ ra không mấy hài lòng về việc làm của ông thị trưởng và nói với các em: vì việc trên, phép lạ Đức Mẹ định làm trong tháng 10 1917 sẽ không được huy hoàng như đã định trước. Lần thứ 5, ngày 13 tháng 9 1917. Tới trưa ngày 13 tháng 9 1917, hơn 30.000 người đã tràn ngập thung lũng Kova. Đức Mẹ đã nhắc các em siêng năng lần chuỗi mân côi hàng ngày và lập lại lời hứa là đến tháng 10 năm 1917, các em sẽ được thấy cả Thánh Giuse này, Chúa Hài Đồng này, Đức Mẹ núi Camelo và Đức Mẹ Sầu Bi. Chẳng phải chỉ có ba em nhỏ của thôn Alustren là nhân chứng độc nhất của biến cố lạ thường ngày 13 tháng 9 1917, mà là cả đám đông. Cha chính địa phận Leria, Đức ông John Quasema, đã xác nhận, đã nhìn thấy một cách tỏ tường và minh bạch một vầng hào quang đã di chuyển từ đông sang tây trong một bầu trời trong sáng. Tứ chỗ vẫn thường hiện ra và sau một thời gian đã biến mất về hướng mặt trời. Lần cuối cùng, thứ 6 lần cuối cùng, ngày 13 tháng 10 1917. Ngày 13 tháng 10 1917, mưa như chút nước trên bãi Kovadaria. Một đám đông khoảng 70.000 người, kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các ký giả, đã tụ tập tại đây lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với ba em và yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo là thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Khi Đức Mẹ về trời thì mưa ngưng rơi, mặt trời xuất hiện trên bầu trời xanh biếc. Đám đông đã có thể nhìn thẳng vào mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa, tung ra các chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái đất, khiến đám đông sợ hãi la lên và họ quỳ xuống dưới đất bùn trời mưa cầu nguyện khóc lóc. Việc lạ xảy ra trong vòng 10 phút. Sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện tượng này được hầu hết đám đông chứng kiến và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn thấy. Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế giới không hề ghi nhận một hiện tượng khác thường nào của mặt trời. Trong khi đó, riêng ba em nhìn thấy Thánh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Hài Đồng Giê-xu và sau chót là Đức Mẹ Núi Camelo lần lượt xuất hiện như đã hứa trước với ba em. Sau khi tới gốc sồi ở Kovadaira, dưới sự thúc đẩy nội tâm, Lucia xin mọi người cụp dù xuống và lần hạt. Rồi ba em thấy chớp sáng và Đức Mẹ hiện ra. Lucia hỏi, bà muốn con làm gì? Ta muốn xây một nhà nguyện được xây ở đây để tôn kính ta. Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục lần hạt hàng ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và binh sĩ sẽ trở lại gia đình. Con có nhiều điều để xin mẹ, chữa một số bệnh nhân, hoán cải tội nhân và những chuyện khác. Được, một số sẽ được, nhưng không phải là tất cả đều được. Họ chỉ cần cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi. Rất buồn rầu, Đức Mẹ dặn tiếp, đừng xúc phạm đến Chúa nữa.
vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều rồi. Rồi theo lời tự thuật của chị Lucia, Đức Mẹ mở tay ra, làm ánh sáng chiếu lên mặt trời. Khi Đức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn chiếu vào mặt trời. Đó là lý do Lucia hô lên cho người ta nhìn vào mặt trời. Lucia không có ý kéo chú tâm của mọi người đến mặt trời, vì cô cũng không ý thức họ hiện diện đó hay không. Cô đã làm thế theo động lực bên trong. Một khi Đức Mẹ đã biến đi, Lucia thấy bên cạnh mặt trời Thánh Giuse với Chúa Hải Nhi ban phép lành cho thế giới. Một lát sau cảnh tượng đó biến mất, rồi lại thấy Chúa, Đức Mẹ, Chúa Giêsu ban phép lành cho thế giới cũng như Thánh Giuse đã làm. Cảnh tượng này cũng biến mất và một lần nữa các em lại thấy Đức Mẹ giống như Đức Mẹ Camelo. Số phận ba em chăn kiều như thế nào? Francisco và Jacinta bị chết sớm trong đợt dịch cúm ở Tây Ban Nha. Francisco mất năm 1919, còn Jacinta mất năm 1920. Francisco và Jacinta đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo nâng lên hàng đáng tôn kính. Ngày 13 tháng 5 1989, và đã được phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000. Mộ của Francisco và Jacinta hiện nằm trong lòng Vương cung Thánh đường Fatima. Còn Lucia vào tu viện dòng Dorothea ở Pontevedra, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 10 1925. Sau đó khấn lần đầu ở Tuy năm 1928. Năm 1925 và 1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra với mình. Tháng 10 năm 1934, Lucia khấn vĩnh viễn và lấy tu danh là nữ tu Đức Mẹ Maria Sầu Bi. Sau nhiều năm điều tra, Giám mục Da Silva cai quản giáo phận Leiria trong thư mục vụ ngày 13 tháng 10 1930 đã công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra với ba em nói trên ở Fatima và chính thức cho phép việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh giao hàng giáo phẩm, Lucia đã viết các hồi ký về sự kiện trên gồm 4 bản. Một bản năm 1935, một bản năm 1937, một bản năm 1941 và một bản nữa đầu năm 1942. Năm 1946, nhân sự kiện 300 năm ngày dâng nước Bồ Đào Nha cho Đức Mẹ, vị sứ thần tòa thánh Vatican là Hồng Y Marcella đã đội triều thiên lên tượng Đức Mẹ Fatima với sự tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tín hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc Thế chiến thứ nhất. Từ năm 1948, Lucia vào tu trong đan viện dòng kính Carmelo ở Coimbra, Bồ Đào Nha, dưới tên là nữ tu Lucia trái tim vô nhiễm nguyên tội. Lucia từ trần ngày 14 tháng 2 năm 2005 ở tuổi 97. Thưa anh chị em và các bạn, tất cả những câu chuyện, sự kiện mà chúng ta vừa nghe ở trên đưa đến một điểm quan trọng nhất, đó là Đức Mẹ hiện ra để làm gì? Mỗi lần Đức Mẹ hoặc Chúa Giêsu hiện ra đều có một sứ điệp trong một giai đoạn lịch sử rất quan trọng. Và sứ điệp ấy cũng rất quan trọng. Đây là ba mệnh lệnh Fatima. Tất cả những sứ điệp của Đức Mẹ qua những lần hiện ra trên đây được tóm lại trong ba mệnh lệnh, được coi như là những phương thế tối hảo
để cứu vãn hòa bình thế giới. Đó là cải thiện đời sống, lần hạt muôn côi và tôn sùng trái tim mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, mệnh lệnh thứ nhất là hãy cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống hay thống hối ăn năn là cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh, từ Cựu Ước rồi qua đến Tân Ước. Và đó cũng là chủ đề chính mà Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu rao giảng. Bởi vì, thưa anh chị em và các bạn, để được tha tội, để được cứu rỗi thì cần phải có lòng thông hối. Tại Fatima, Đức Mẹ cũng nhắc đi nhắc lại với ba trẻ việc sám hối, cải thiện đời sống. Lần hiện ra ngày 13 tháng 6 1917, Lucia xin Đức Mẹ chữa lành cho một bệnh nhân, thì Đức Mẹ trả lời: nếu anh ấy ăn năn trở lại thì trong năm nay anh sẽ được chữa lành. Lần hiện ra ngày 13 tháng 10 1917, Lucia cũng muốn xin ơn cho một số người. Đức Mẹ trả lời: mẹ sẽ ban cho một số, còn một số thì không, nhưng họ phải cải thiện và xin ơn tha thứ lỗi lầm cho họ. Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Vậy thưa anh chị em và các bạn, để được tha thứ tội lỗi, để thực hiện lời mẹ nhắn nhủ, mỗi người hãy quyết tâm cải thiện đời sống của mình bằng cách sám hối ăn năn và lãnh nhận bi tích hòa giải, bi tích của lòng thương xót. Quyết tâm cải thiện đời sống của mình để luôn có lòng thương xót. Nếu cuộc sống của mình chưa biểu lộ lòng thương xót, chưa thấm đượm lòng thương xót của Chúa, thì hãy xin Đức Mẹ cho mình cải thiện đời sống vô cảm, vô tâm của mình bằng một cuộc sống biết xót thương người khác như Chúa xót thương mình. Thứ hai là siêng năng lần hạt muôn côi. Năm 1208, Đức Mẹ đã thân hành hiện xuống dạy Thánh Đa Minh truyền bá việc lần hạt muôn côi. Năm 1858, khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ cũng mang chàng hạt theo và cùng lần hạt với Bernadetta. Và thưa anh chị em và các bạn, đặc biệt là ở Fatima, Đức Mẹ tự xưng mình là nữ vương rất thánh muôn côi. Mẹ cũng muốn chúng ta tỏ lòng tôn sùng mẹ trong phép lần hạt muôn côi. Mẹ khẩn khoản xin các em lần hạt và cổ động cho người ta lần hạt. Đó cũng là một trong ba điều kiện để có hòa bình. Nhiều người nhờ ba trẻ xin Đức Mẹ ơn này ơn kia, thì Đức Mẹ thường trả lời: hãy bảo người ta lần hạt muôn côi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong tháng 10 tháng muôn côi. Mỗi người hỏi: tôi có siêng năng lần hạt không? Tôi có quyết tâm lần hạt mỗi ngày, lần hạt chung, lần hạt riêng và lần hạt một cách sốt sắng. Và hãy nhớ rằng khi mình học nhau lần Chúa muôn côi, mỗi lần học nhau lần Chúa muôn côi với ý tốt lành, thì mình được lãnh một ơn đại xá, ơn toàn xá, là để tha những hình phạt mình đáng chịu về tội, chỉ cho mình hoặc cho các linh hồn. Cho nên còn trần chờ gì nữa mà không họp nhau lại lần chuỗi mân côi sốt sáng ý ngài lành để lãnh ơn toàn xá. Làm vậy không chỉ ta thực hiện lời mẹ dạy, còn đem lại lợi ích hồn xác cho mình và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là cầu nguyện cho cơn đại dịch được qua mau. Thiên Chúa quyền năng có lời truyền cầu của mẹ cất đi cơn đại dịch virus corona đang bao trùm Việt Nam và toàn thế giới, gây ra biết bao nhiêu là thiệt hại. Và cuối cùng, một trong ba mệnh lệnh đó là tôn sùng trái tim mẹ. Mẹ Maria vừa là mẹ Thiên Chúa, vừa là mẹ nhân loại, mẹ mỗi người chúng ta. Bổn phận của ta là phải tôn sùng mẹ. Hơn nữa, chính mẹ đã đích thân khuyên nhủ mọi người hãy tôn sùng trái tim mẹ. Trái tim đã bị đâm thâu vì tội lỗi của nhân loại. Và mẹ khuyên nhủ
chúng ta hãy yên ủi trái tim mẹ, hãy ẩn mình trong trái tim ấy để chúng ta làm mọi việc với mẹ, trong mẹ, vì mẹ và cho mẹ. Đặc biệt đến với mẹ với tước hiệu mẹ lòng thương xót, như Đức Thánh Cha Francisco đã thêm vào trong kinh cầu Đức Bà. Tự hỏi mình, ta đã thể hiện lòng tôn sùng mẹ, yêu mến mẹ như thế nào? Có nhiều cách để chúng ta thể hiện lòng tôn sùng mẹ. Tôn sùng trái tim mẹ bằng cách mang ảnh mẹ, trang hoàng bàn thờ mẹ trong gia đình, tôn kính ảnh tượng mẹ tại các công sở. Tôn sùng trái tim mẹ bằng cách mang áo Đức Bà, camelo, bằng cách đọc kinh cầu Đức Bà, đọc kinh truyền tin những ngày thứ bảy đầu tháng, lần Chúa Mân Côi. Đặc biệt tôn sùng trái tim Đức Mẹ bằng cách tận hiến và phó thác cho mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, sứ điệp của mẹ Fatima luôn có tính thời sự. Ngày hôm nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn chiến tranh. Tội lỗi gương xấu lan tràn khắp nơi, và nhất là cơn đại dịch đe dọa hủy hoại thế giới về nhiều mặt, về mọi mặt. Để cứu vãn thế giới, để đất nước thoát khỏi các đại nạn, để thế giới khó thoát khỏi cơn đại dịch, để mỗi người được hưởng ơn cứu độ, mỗi người Kitô hữu hãy đến với Đức Mẹ, thực hành những sứ điệp mà mẹ cho ban, cải thiện đời sống, siêng năng lành hạt, tôn sùng trái tim mẹ. Chúng ta nghe lời nhắn nhủ của Cha Chung Giáo hội. Đức Thánh Cha nói, Đức Mẹ Fatima mời gọi chúng ta một lần nữa hướng lòng cầu nguyện, ăn năn và hoán cải. Mẹ muốn chúng ta đừng bao giờ làm phiền lòng Chúa nữa. Mẹ báo trước cho toàn nhân loại về việc cần bỏ mình theo Chúa, nguồn cội của yêu thương và thương xót. Hãy theo gương Thánh Giáo Hoàng John Paul II, một người sùng kính Đức Mẹ Fatima. Hãy để tâm lắng nghe Mẹ Thiên Chúa và xin hòa bình cho thế giới. Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô. Lạy Mẹ Fatima, chúng con cảm tạ Mẹ đã luôn đồng hành với nhân loại chúng con, nhất là những lúc khó khăn. Xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn và chỉ dạy để chúng con đi đúng đường lối của Chúa, nhất là đi theo con đường của lòng Chúa thương xót. Xin Mẹ cho mỗi người chúng con biết cải thiện đời sống, siêng năng lành hạt, tôn sùng trái tim Mẹ, để thế giới và đất nước Việt Nam chúng con được sống trong hòa bình, tràn đầy ân sủng của lòng thương xót Chúa. Amen. Mời anh chị em cùng nhau hát bài Năm Xưa Trên Cây Sồi. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng lối. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Amen. Chỉ biết